Hello, xin chào mừng toàn thể các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Hàng Nhật Bãi Hoàng Hưng. Và ngày hôm nay thì bên em xin giới thiệu ra mắt cho toàn thể các bác một chiếc xe bãi Nhật thương hiệu Janon. Thì với cái dòng xe Janon thì nó rất là nổi tiếng của Nhật. Thì ngày hôm nay thì bên em nhập về cho các bác và đã tra những dầu mỡ vào các ổ trục, ổ bi và đã trơn tru rồi. Ngày hôm nay thì lên sóng cho các bác luôn một chiếc xe rất là đẹp, khung nhôm, vành nhôm hai lớp, xe chắn gió, và đặc biệt hơn nữa thì càng của nó là càng carbon siêu nhẹ cho các bác. Dao động kg của nó là 9,1 kg, rất là nhẹ, càng của nó là càng bằng carbon cũng nhá. Dòng này thì tay của nó là tay cong, để các bác tay cong. Thì bây giờ thì em sẽ đi về chi tiết của chiếc xe này để cho các bác hiểu sâu hơn về dòng xe bãi Nhật thương hiệu Janon. Dòng này thì size của nó là size S. Size S thì nó sẽ phù hợp cho những người đó là ở bên Nhật, chiều cao của họ. Nhưng mà bên Việt Nam mình thì cũng là size, người ta nói chung là size SS các bác nhá. Size là S thì rất là phù hợp. Từ một người cao 1m65 trở lên là các bác đã sử dụng được chiếc xe này. Với một cái tông màu của nó là tông màu mận chín, rất là đẹp luôn. Vành của nó là vành Janon, và bánh của nó là bánh bé cũng nhá. Con này siêu siêu đẹp luôn ạ. Thì con này thì tất cả những nó là bộ chỉnh đổi của nó là bằng Shimano cũng nhá. Đấy, Shimano, và hàng này thì sẽ là zin cho các bác, zin 100% luôn các bác nhá. Đây, bộ chỉnh đổi của nó bằng Shimano. Đấy, Shimano. Với tốc độ chỉnh đổi của nó là 8 lít và 2 đĩa các nhá, 8 lít và 2 đĩa. Đấy, vành của nó là vành nhôm xe, nhôm hai lớp, xe chắn gió. Vành rất là đẹp luôn, có cả thương hiệu Ryan đúng không này, Ryan họ ghi trên cái vành xe này luôn. Bánh của nó là bánh zin đúng không nhá, bánh zin theo xe, bánh bé, bánh zin theo xe. Bánh này là bánh 700 nhân với 25C, 700 nhân 25C đúng không này, rất là ok và rất là đẹp luôn. Từ cái phanh của nó cũng là phanh bằng nhôm đúng không nhá, phanh chữ U này, và chống in của nó cũng là bằng Ryan này, của hãng luôn. Hàng zin cho các bác 100%, rất là đẹp. Con này thì thân của nó thân mập, thân lớn ấy, nhìn nó rất là hầm hố và rất là đẹp. Con này thì tay của nó là tay cong các bác, tay cong thì nó có cả phanh phụ luôn các này, đấy phanh phụ luôn, phanh chính và phanh phụ. Con này thì nó chuyển đổi của nó là chuyển đổi lắc các bác, thì đây chuyển đổi lắc luôn này, chuyển đổi lắc rất là ok, đấy chuyển đổi lắc. Và hầu như là tất cả đây là bằng nhôm hết các bác nhá, tất cả đây là bằng nhôm hết, có mạ đây các bác này, có mạ chrome đây này, nhìn rất là đẹp, con này rất là đẹp. Đấy. Với cái mẫu dáng của cái dòng này thì anh em và các bác thể thao thì nó quá là đẳng cấp luôn, nó quá là đẳng cấp. Và đây tất cả đây của nó, tất cả là thương hiệu của Ryan đúng không, Ryan rất là nổi tiếng rồi. Đấy. Nan hoa của nó là vành hoa bằng bằng inox nhá, inox này, và máy ơi của nó tất cả bằng nhôm này, hợp kim nữa này, khóa này, khóa bằng bằng đồng nếu này, rất đẹp. Thông số của mã vạch của xe thì đây này, thông số mã vạch của xe đang còn là thông số của mã vạch của xe đây. Đấy, tất cả đây size của nó đây, rất là đẹp luôn. Con này thì hầu như về cái ngoại thất của nó thì không tì vết rồi, rất là đẹp rồi. Giá bán thì bên em cũng đang bán với giá là 11.500.000, giá đã bao gồm phí ship. Bác nào quan tâm thì liên hệ theo bên em để các bác đặt hàng. Một chiếc xe bãi Nhật Ryan nổi tiếng, và đặc biệt hơn nữa thì khung của nó là khung nhôm, càng của nó là càng carbon cũng nhá. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác ủng hộ cho bên em xin một nút đăng ký kênh và một nút like để em có những video em lên sóng. Các bác sẽ là người đầu tiên để tiếp cận vào sản phẩm của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Bên em đa dạng cái sản phẩm đây quá, rất là nhiều con xe này, rất là nhiều cái dòng xe rất là nổi tiếng. Còn ngày nay thì quay cho bác một chiếc xe rất là đẹp. Bác nào mà quan tâm thì liên hệ sớm để đặt hàng quá nhá. Xin chào.